Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp về bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số đối với doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số trên cổng DPI của Bộ Thông tin và Truyền thông, cổng thông tin và cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh chủ động có giải pháp thúc đẩy, phát động phong trào chuyển đổi số và sử dụng bộ chỉ số DPI để đánh giá kết quả chuyển đổi số trong các doanh nghiệp thành viên.